Chào tất cả mọi người ha. Cái con đầu tiên chúng ta đi vào là CTXR. Thì con này chúng ta mua dao động khoảng 1.8 trở xuống, 1.5 nha. Nó đã từng cao nhất ở 4.56 và thấp nhất là 0.78. Thì cáp là em trừ, nhưng mà con này sao nó dính tới medical. Medical thì tôi nói mọi người rồi, mùa hè medical thì nó rớt rất là dữ. Ở trong đây là thời điểm mà chúng ta mua, thì những con mà mọi người thấy cái chữ phạt ma là mọi người biết tình hình như thế nào rồi. Biết mấy ngày này là that's why tôi kêu mọi người gom gom vốn là vậy đó. Tại thời điểm reset mà chúng ta không gom vốn là khi mà chúng ta thấy nó xuống á, chúng ta không thể nào mua được thì sẽ rất là tiếc. Con này nó bên New Jersey. Thì mọi người thấy số 10 là mọi người biết cái sao? Cái chỉ số report ở nhóm đầu tiên là CEO Group. Thì 14 năm trên thị trường mà là một công ty của Mỹ. Thì mọi người thấy như thế nào? Khi mà chúng ta dựa vào biểu đồ thì chúng ta thấy như sao? Ví dụ chúng ta tính cái biểu đồ một tuần thì nhấn qua one week, em ta thấy đây không thể nào là thung lũng được cả. Nó là một cái gì đó. Okay. Còn qua một tháng thì không có dấu hiệu gì cả. Còn qua 3 tháng thì hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn để trở thành núi. Yep, một năm thì rất là lùng bùng. Còn cái phần earning của nó thì sao? Thì mọi người thấy không? Cái earning cái quý đầu tiên của 2021 á thì rất là thấp, ở ngay gọi là cái lãi số 1. Thì cái earning của quý thứ 2 là tháng 4 năm 6 thì bay thẳng lên cái đó số 4 luôn. Có nghĩa là earning nó cách nhau 4 tầng như vậy thì là sao? Quá tuyệt vời. Yeah. Thằng này nó chuyên về healthcare supply nha. Mọi người nhớ healthcare supply thì rất ư là đắt, nhưng mà không có ai mà không bệnh, không có tiểu bang nào mà không có người bệnh hết á. Dù dịch hay không dịch, dù bình thường hay không dịch, nói đây là cái quy tắc của bên medical. Ai có người nhà làm bên medical thì mọi người biết rồi. Và cái phần thông số tiếp theo tôi muốn chuyển cho mọi người là cái công ty này nó còn một số lượng share nó đang bán ra khoảng 140 triệu share. Thì khi mà nó bán ra hết cái lượng share này thì có nghĩa là cái giá trị của cái stock này nó lên gấp đôi. Có nghĩa là nó lên khoảng 3 đồng 6 đến 4 đồng 2. Còn beta của nó chỉ có 0.27 là sao? Chỉ là bình thường thôi, là NL thôi. Thì từ đó chúng ta có thể tính ra được cái cái chỉ số của công ty, nói chung là cũng tương đối thôi, không có gì là cao. Tuy là một công ty, một cái công ty nó không có lớn lắm, nhưng mà được cái giá trị mà của supply ấy, thì nó sẽ increase theo thời gian. Công ty này khoảng 15 năm thì nói chung là từ 3 năm nữa, 3-4 năm nữa, có nghĩa là 2025 thì nó có cái chiến lược nó đầu tư nó mở rộng ra vì healthcare. Mà nói chung là dính tới medical thì chỉ có một con đường duy nhất là ăn nên làm ra theo thời gian thôi. Chỉ dính tới medical tôi chưa bao giờ thấy công ty nào mà nó lỗ được trên sàn. Ok, tôi qua con thứ hai. Ok, con số 2 của chúng ta ngày hôm nay có cái chỉ số beta chỉ là NL bình thường thôi và là đầu tiên thôi. Giờ nó chỉ là A1 thôi. Rất số lượng share nó bán ở trên thị trường khoảng 65.000. Thì một cái công ty cũng gọi là rất ư là tương đối, rất là mini. Hôm nay chúng ta làm sao? Hôm nay mọi người ai còn tiền á thì nên mua những con này, quý vị sẽ lời rất là nhiều.
thì những con này hôm nay có thể mua TD được và mua theo C được, thì nó đã ở cái khoảng mà gọi là 0.92 là thấp nhất, và nó lên 3 đồng 10. Thì dựa vào biểu đồ chúng ta thấy không có hệ thống thung lũng ở đây, và qua 1 tháng và 3 tháng thì không có hệ thống núi ở đây, và qua 1 năm thì chúng ta thấy núi không rõ ràng, thì chúng ta có thể mọi người có thể xài đất mọi tàu mountain rồi là cũng là tương đối thôi, chứ nó cũng không mất clear cho lắm. Con này mọi người muốn mua an toàn thì mua ở 2 đồng 2. Dạ, cái chuyện nó lên là cái chuyện của nó, nhưng mà nhớ mọi người vẫn nằm trong cái thời gian reset của nó. Con này mua phải rất chi là cẩn thận. Vì sao? Tôi nói tại thứ nhất á, là cap của nó, nó almost nó bằng cap rồi. Và đây nó có cái good news. Dạ, thì mọi người tự tìm hiểu nha, nó rất là dễ. Và phần earning của nó thì sao? Thì cái quý thứ tư năm rồi á, thì nó ở chỉ số thứ nhất thôi. Và spot số 3 là phần report của năm nay, có nghĩa là năm cái quý số 2 là cái tháng 4, 5, 6 nó sẽ cao hơn. Nó sẽ ở dầm dầm 3.5 hoặc 4. Hơn hiện giờ nó ăn nên làm ra. Nói chung là sao nhúc nhích gì thì hiện tại trên biểu đồ thời lượng này tôi đang coi là nó khoảng dầm dầm đầu 3 đồng hoặc là dưới 3 đồng chút xíu, và chỉ có mấy giây thôi và nó đã lên 7 cent rồi. Có nghĩa là công ty này hôm nay á, sau khi mở sàn ra thì mọi người nên TD. Yeah, TD vô lẹ. Nói chung là chỉ còn 3 đến 5 sàn làm ta nhảy là được rồi. Cố lên. Ok, công ty này mẹ, công ty mẹ ở Utah. Đã được 9 năm trên thị trường rồi. Và nó... công ty này tương đối ít người nha, chỉ có 167 người thôi, khoảng nếu mà contractor thì khoảng 18. Thì nó chuyên về cái gì, công ty này là software thôi nha. Yeah, những cái anh chàng công nghệ này rất là lợi hại, thời đại này thời đại của công nghệ mà. Yeah, mọi người nhớ một điều, thời đại này thời đại của công nghệ, thời đại của medical, thời đại của space, là thời đại của không gian, có thể nói là trên không cũng được. Không có nhất thiết phải không gian. Thời đại này ai mà làm về pilot hoặc những cái hãng hàng không, hoặc mọi người chỉ làm technician ở bên những công ty máy bay thôi, thì nó cũng ăn nên làm ra rất là dữ. Và nếu mọi người có những cái kỹ thuật về mà software hoặc là vi tính á, thì chỉ có ăn nên làm ra thôi. Nhưng mà thật sự stock á, mang lại lợi nhuận cho mọi người rất là nhiều. Nhưng mà trong thời lượng này thì mọi người cố gắng, thời lượng reset và chúng ta phải dừng hết tất cả mọi thứ lại và tập trung mua. Ok, con cuối cùng ngày hôm nay là con ATHE. Con này chỉ số beta rất là bình thường, và một công ty tương đối thôi. Yeah, cái số lượng gọi là cái tỷ số số 2 á, nó không report nhưng mà nó dưới 100, thì tôi báo cho mọi người biết thôi. Nó đã từng cao nhất như thế nào, 5 đồng 15, và thấp nhất là 1 đồng 09. Thì cái cap của nó là cái cap em trừ và rất là tệ, nhưng mà đây là thời lượng reset mọi người nhớ nha. Thì nhưng mà công ty này là một công ty có tuổi. Yeah, thì nó hơn 20 năm rồi. Yeah, chúng tôi nói như vậy thôi. Và report theo số liệu đầu tiên là số liệu CEO. Thì khi mà những công ty như thế này mà nó nằm, công ty này không có nằm ở nước Mỹ nha, công ty nằm ở bên như là bên Melbourne ở bên Úc á, thì nằm trong những cái công ty
gần công ty cũ của tôi ngày xưa. Cái việc công ty này, cái những cái gọi là những cái relationship của nó với business, gọi là local location á, ở bên nó chuyên về những cái đặc trị những cái bệnh mà khi mà những cái loại thuốc như thế này mà nó chuyên về thần kinh thì những cái loại thuốc này rất là mắc nha. Tuy là mỗi công ty nhỏ giá rất là dễ mua, nhưng mà dạng của cái công ty này á, là cái cáp nó thì mọi người dính tới phạm ma mà. Nói chung là đây là quy trình và quỹ đạo của stock. Dù là phạm ma ở đâu thì phạm ma trên khắp thế giới đa số mùa này là cái mùa nó sản xuất. Mọi người nhớ, nó sản xuất và nó rất ư là dễ mua. Thì bây giờ hiện tại nếu mà mọi người mua một đồng, cảm thấy mua khoảng một đồng 2, một đồng 3 gì đó, ok, rồi đổ xuống thôi. Thì mọi người mua 3 lần xuống và chúng ta cần khoảng đồng rưỡi, đồng 7, 2 đồng thậm chí. Cái con này mua C thôi nha. Con này là con mua C, con trước hồi nãy, con số 2 là cái con mà mọi người mua theo TD được. Rồi có những con mua C và những con mua theo TD thì những người viewer khi mà mọi người nghe những cái thuật ngữ về chuyên về stock thì mọi người không hiểu. Thì anyway là em đi làm, kiến thức của mình muốn chỉnh chu hơn thì phải cố gắng mà đi học. Quá trình qua mọi người học á, thì mọi người có được những cái kiến thức rất là không có giống người ta. Và mình ok, có nghĩa là trong cái thời gian mọi người trade á, thì mọi người phải nằm ở trong đó, mọi người phải bị đu hoặc là bị dính ở những cái chỗ cao. Thì khi mà mọi người ra được á, mọi người mới biết cái giá trị của nó. Nhưng mà như thế nào? Thì khi mà những người đi học á, sẽ cái tỷ lệ mà mọi người bị dính á, nó thấp hơn rất là nhiều. Ok, một số thông tin ngày hôm nay là nó đã xong cái máy số 3 rồi. Và trưa nay nó sẽ vận hành cái máy số 4, nó dùng tại chỉ còn cái máy số 4 và máy số 5 là xong. Ok, vẫn trong thời lượng reset, mọi người mua rất là dễ, rất ư là dễ, con nào mọi người mua cũng được hết á, thật sự. Nhưng mà hôm nay là tôi cho mọi người mấy con mini nó dễ mua, có nghĩa là mua một lời khoảng almost từ phần nửa trở lên. Những con này, hôm nay ba con này tôi cho quý vị là không thể không lời được cả. Rất là dễ. Rất ư là dễ. Bởi vậy quý vị nào mà để dành tiền mà khi mà tôi nói gom vốn đó, thì hôm nay mọi người có tung ra, mọi người hôm nay cho đến thứ sau thì mọi người có thể mua bất kỳ con gì và cũng được cả, vì thời lượng reset nó xuống đều hết á, rất là dễ. Và tất cả những con tuần này chúng ta mua là chúng ta tốt nhất tuần sau hoặc tuần tới nữa, khi mà nó reset xong thị trường lên lại thì tất cả chúng ta bán.